Nhiều bác hỏi là không biết là ông Trung ông thường ngày ông ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với gì ấy? Lạc giang. Đấy. Lạc giang thì ăn tuy hơi khô nhưng mà thế nên nào mới set up được cái effect này. Hôm trước bác bảo em là anh thì là anh ở Quảng Ninh. Đấy, nhà anh gần biển mà anh đã sao anh mua mấy bộ rồi mà anh hát nó vẫn cứ chua. Không biết thằng Trung nó ăn cái gì nó hát ngọt thế, hóa ra là ăn lạc giang các bác nhé. Ok, xin chào các bác nhá. Hôm nay đây thì em lại lên một combo để gửi cho anh Thắng ở Trảng Bom Đồng Nai. Combo này có sự xuất hiện của đôi loa LFB. Đây. Chào nhạc đi anh ơi. Quay cận cảnh em xem luôn nhá. Dạo gần đây thì em hay gửi hàng cho các bác ở trong miền Nam. Đấy, nhiều bác bảo là thật ra anh ở xa, bên anh cũng nhiều chỗ bán nhưng mà anh thích bên em, anh mua bên em vì anh tin tưởng là bên em làm ok. Và với cái bộ này thì em đang ghép cho anh Thắng một combo nó cũng khá là ok với một đôi loa bãi NFD. Cái dòng này thì em đã nói đến các bác ở những số trước rồi, một dòng loa mà chép rất là sáng, bass chép made in UK, giá là 10,5 triệu, hiện tại thì còn đúng một đôi rồi là hết hàng các bác nhá. Vừa về thêm hai đôi nữa. Combo này thì sử dụng là vang S690 này, mic 4/12 mã này, đẩy CF FP4007 và một con súp của một thương hiệu mà em nghĩ là nói ra nhiều bác sẽ hoài niệm đấy. Đó là con súp của thương hiệu Ericsson. Ở đây còn sót mấy chiếc để luôn cho anh. Đấy. Cái dòng này thì nó cũng sử dụng côn 100-2 các bác nhá. Đấy. Và nếu như các bác mà đang tìm kiếm một bộ dàn MH trong cái diện tích phòng khoảng tầm 40m thì cái bộ như kiểu vậy sẽ là một cái bộ nó rất là phù hợp, đánh tiếng chép rất là sáng, nghe nhạc leng keng bởi cái con chép của NFD này. Đây là một dòng loa mà có cái chép nó rất là sáng, nghe những cái bản nhạc nhẹ chi tiết thì nó mới thể hiện được hết cái chất của nó. Tất nhiên là các bác cũng có thể nghe những bản nhạc mạnh với chiếc súp này. Đấy. Nghe nhạc mà không có súp thì nó giống như kiểu là ăn thịt chó như không có mắm tôm không ạ? Nó không đúng cái vị của nó mất hết vị đi. Bây giờ thì em sẽ hát và test để các bác nghe thử cái chất âm của này nhá. Quan trọng là đồ là một phần thôi, nhưng quan trọng nếu như mà đồ hay đồ xịn rồi mà chúng ta không biết phối ghép, không biết kết hợp, không biết setup thì nó vẫn là dở. Giống như việc là các bác nấu ăn ấy, nguyên liệu rất tươi, rất ngon nhưng mà không biết nấu ăn thì sao ạ? Nó vẫn là dở. Nhưng mà gặp phải ông đầu bếp thì nguyên liệu tươi nữa thì ngon, nó sẽ rất là ngon đúng không ạ? Bây giờ thì sẽ bật to nhạc tí để các bác nghe chất đi. Nhà em này hôm nay hơi bừa bộn bởi vì là đóng hàng đóng hiếc nó rất là bừa các bác ạ. Hôm nào cũng dọn mà hôm nào cũng bừa. Wow. Lên 1 2 6 7. Lên 1 2 2. Cái chất mic ở đây thì nó vẫn rất là dày nhưng mà nó vẫn rất là sáng các bác nhá. Nếu như mà tiếng mic mà nó dày quá thì nó sẽ bị tối, và nếu như nó sáng quá thì cái tiếng bass các bác hát rất là khó. Nhưng một tiếng cái mic chất mic hay ấy, nó phải mic đủ dài, đủ cả bass, đủ cả trung, đủ cả chép. Như vậy thì khi hát nó mới dễ được, và cái effect là những cái gia vị nó quyện vào trong một bộ dàn. 1 2 2 6 7. Lên em kép của này thì sẽ rất là dễ hát và ai cũng hát được. 1 2 6 7. Lên sẽ hát test cho các bác để các bác nghe được cái chất của này nhé.
67 lên. 12672. Karaoke chưa đông. Em ơi có phải ngoài trời nắng? Các bác nghe tiếng effect đúng không ạ? Em rất thích effect kiểu này nhá, rất là dễ hát. Em ơi có phải trời đang tiếng reverb nó lồng lộng, nghe nó sướng lắm. Mùa đông giá hoang anh đang chờ, mùa đông anh đang tìm màu áo cưới cho em. Lại buồn hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kiên ngờ, và dù năm tháng phôi pha. 1 2 6 7 2. Tiện đây phỏng vấn ông Trung này. Nhiều bác hỏi là không biết là ông Trung ông thường ngày ông ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với gì ấy? Lạc giang. Đấy. Lạc giang thì ăn tuy hơi khô nhưng mà thế nên nào mới set up được cái effect này. Hôm trước bác ấy, một bác bác bảo em là anh thì là anh ở Quảng Ninh. Đấy, nhà anh gần biển mà anh đã sao anh mua mấy bộ rồi mà anh hát nó vẫn cứ chua. Không biết thằng Trung nó ăn cái gì nó hát ngọt thế. Hóa ra là ăn lạc giang các bác nhé. Đấy, các bác ở biển các bác ăn nhiều gọi là mực với lại cá biển quá hay là hát hơi chua. Không đùa thôi. Ok, vừa rồi thì vừa test thì các bác nhanh cái combo gửi cho anh Thắng. Bây giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi cho anh em. Và anh em yên tâm là khi mà đã mua hàng của 6 âm thanh thì yên tâm từ cái kỹ thuật đến cái phối đồ và đặc biệt là cái bảo hành. Em khẳng định với các bác là rất ít bên mà dám bảo hành như bên em. Hãng bảo hành 1 năm nhưng mà 6 âm thanh bảo hành đến các bác 2 năm. Nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm các bác nhá. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo. Và những bác nào mà đang có nhu cầu lên những bộ karaoke để chơi gia đình hoặc phòng hát hoặc sự kiện thì các bác hãy alo 6 âm thanh qua số điện thoại là bao nhiêu ạ? 039 355 1234 các bác nhá. Ok, chào các bác nhá.